thì có một bác nông dân từ xa chạy tới trong dáng dấp rất là tất tả, rất là hoảng loạn. Bác hỏi: các ông thầy tu ơi, các ông thầy ngồi đây có thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang qua đây không? Thì Đức Phật ngồi yên một chút rồi quay sang nhìn các vị đệ tử xuất gia của mình. Thì các thầy đều lắc đầu. Lúc đó Đức Phật quay sang nói với bác nông dân là: bác ơi, chúng tôi ngồi đây từ hồi nãy tới bây giờ không có thấy đàn bò 12 con của bác đi ngang qua đây. Thôi bác cố gắng đi tìm hướng bên kia xem sao. Thì bác nông dân mới bỏ đi. Vừa đi vừa dậm chân vừa khóc. Bác nói: trời ơi, năm rồi thất bác mấy xào mè, mà bây giờ mất đàn bò 12 con nữa chắc là chết luôn, chứ làm sao mà sống nổi. Thì sau khi bác nông dân đi rồi, Đức Phật quay sang nói với các thầy tỳ kheo là: này các thầy, mình đâu có gì để mất phải không? Thì dĩ nhiên là đối với những người xuất gia tu hành là họ phải buông bỏ hết những cái gì mà nó khiến cho tâm của mình bám víu vào trong đó. Tại vì khi tâm mình nó bám vào trong đó rồi đó, thì nó sẽ lôi phiền não ra, nó lôi tâm tham, nó lôi tâm sân, nó lôi tâm si ra. Và khi tâm mình nó bám vào một cái gì rồi thì nó mắc kẹt ở đó luôn, bị nhấn chìm ở trong đó. Và có thể là mình sẽ đồng nhất toàn bộ con người của mình với những cái đối tượng đó, mà mình không biết rằng là con người mình còn có những khả năng vĩ đại hơn rất là nhiều. Cho nên trong con người chúng ta có một cái nhu cầu nó rất là cơ bản, đó là bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Và chúng ta cần có những tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần. Tiện nghi về vật chất thì chúng ta biết rồi, đó là những cái tiện nghi hàng ngày, những cái vật chất hàng ngày nó đem lại cái sự thoải mái, dễ chịu cho mình. Nhưng mà để có được những cái trạng thái thoải mái, tiện nghi đó thì chúng ta cũng phải trả những cái giá rất là đắt. Chúng ta phải có một đời sống cực kỳ bận rộn, lúc nào cũng sống trong tình trạng quay cuồng, cạn kiệt năng lượng. Và cái vật chất đó nó có thể làm cho chúng ta trở nên tầm thường hơn. Rồi những tiện nghi về tinh thần thì nó bao gồm là danh dự và tình cảm. Con người chúng ta cũng cần được sự kính trọng, sự ngưỡng mộ, hoặc là ít nhất là sự công nhận, sự nể phục, hoặc là sự vâng lời. Cái đó là những tiện nghi. Thì nó chỉ là những tiện nghi thôi, có cũng được, không có cũng không sao. Hoặc là không có thì nó hơi khó chịu một chút. Nhưng mà nếu mình luyện tập thời gian, mình buông bỏ bớt những cái đó thì cũng sống sót được. Mà thậm chí là mình sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng là nếu ít sự kính trọng, ít sự ngưỡng mộ, ít sự vâng lời là mình còn thoải mái, tự do hơn rất là nhiều. Và con người chúng ta cần gì nữa? Cần tình cảm, cần được thương yêu, cần được quan tâm, cần được vỗ về, cần được đem tới những cái cảm giác dễ chịu từ những cái người thương yêu của mình. Là vì chúng ta vẫn là một con người, cho nên chúng ta bắt buộc phải có những cái nhu cầu đó. Nhưng mà ít thôi, nó vừa đủ để chúng ta sống sót sau những cơn bỉ cực, sau những lúc khốn cùng, trong những lúc khó khăn. Nói chung là khi tâm chúng ta nó yếu thì nó cần một vài cái sự giúp đỡ, cần một vài cái tiện nghi. Nhưng mà mình đâu có yếu hoài đâu, sao mà mình cần hoài vậy? Em ngã thì anh nâng, đó là một cái nguyên tắc rất là tự nhiên trong một mối liên hệ tình cảm. Nhưng mà em đâu có ngã đâu mà bắt anh nâng hoài vậy. Thì vậy cho nên là chúng ta thường có khuynh hướng xa lầy, mắc kẹt vào những cái tiện nghi tầm thường, để rồi chúng ta lẩn quẩn sống trong những cái giá trị tầm thường. Và trong đó
chúng ta phải sống nhiều với tâm tham. Mong cầu được thì lại càng thêm mong cầu. Chứ ít khi nào chúng ta chỉ có một ít sự mong cầu rồi chúng ta dừng lại cả. Và khi mong cầu không được thì chúng ta sẽ phản ứng, chúng ta sẽ chống trả, chúng ta sẽ phát triển tâm sân của mình. Tham không được thì sẽ sân. Và bản thân của tôi từ hồi nhỏ tới lớn á, ở trong con người mình nó có cái tố chất là hướng ra bên ngoài nhiều hơn là quay vào bên trong. Và hồi nhỏ có một ít tài lẻ, cho nên là ngay từ nhỏ là đã được chú ý, được người khác vỗ tay tán thưởng, luôn là tâm điểm trong đám đông. Rồi mình đi học cũng học giỏi, rồi mình có những cái bằng thưởng, có những cái giải thưởng lớn, cho nên là mình rất là tự hào về bản thân. Và khi mình đi vào trong Phật học viện đi xuất gia thì ở trong Phật học viện cũng cần một ít tài lẻ của mình, cho nên là mình cũng thích thú, mình thấy mình có giá trị và mình tha hồ với cái tên gọi là cúng dường tam bảo, rồi làm công quả cho có phước, rồi hy sinh cho đại chúng, lập công bồi đức vân vân. Nhưng mà vô tình đó là mình lại tiếp tục nuôi dưỡng cái bản ngã của mình. Mình chưa bao giờ rời cái thức ăn được công nhận, được kính trọng, được ngưỡng mộ của đại chúng cả. Và nếu mà mình kẹt vào những cái nhu cầu đó thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì các đối tượng bên ngoài có lúc họ như thế này, có lúc họ như thế khác. Có lúc họ mến mình nhưng có lúc họ không còn mến mình nữa. Có lúc mình làm vừa lòng họ nhưng mà có lúc họ cũng thay đổi tâm ý. Tất cả những nỗ lực của chúng ta đều không có nghĩa lý gì cả. Vì vậy thì chúng ta sẽ đau khổ. Và tới khi mà song thân tôi mất trong một cái biến cố lớn đó, tôi mới bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng tất cả những nỗ lực cố gắng trong đời tu của mình, lúc ấy tôi tu được 7 năm rồi, nó không có đủ sức để giúp tôi vượt qua cái khổ đau đó. Và nhìn lại bản thân thì thấy mình cũng đau khổ, ê chề, không có thua gì các anh chị em của mình trước cái biến cố quá lớn đó. Thì tôi mới nhận ra rằng là trong suốt cái hành trình tu tập của 7 năm qua đó, mình chỉ đi nghiên cứu, mình chỉ đi thu thập những cái kinh nghiệm tu tập của Đức Phật và các bậc thầy tâm linh thôi. Và mình chỉ khép mình vào một cái đời sống thanh tịnh có giới luật thôi. Chứ bên cạnh đó thì cái tâm bám víu vào những cái tiện nghi về vật chất thì nó rất là ít ở trong một cái Phật học viện. Nhưng mà những tiện nghi về tinh thần á, mà ở đây đối với một người tu thì không có cơ hội để phát triển nhu cầu về tình cảm, nhưng mà có rất nhiều cơ hội để phát triển cái sự kính trọng, sự công nhận và sự đệ phục. Và quý vị biết là mãi tới năm 2010 là tôi đi tu năm 1992, mà cái nhu cầu được công nhận nó vẫn còn âm ỉ ở trong con người mình, trong con người của mình ở dạng này hay là dạng khác. Và đặc biệt là năm 2010 cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim ra đời, nó trở thành một cái cuốn sách được rất nhiều người đón nhận ở trong nước, xuất bản có một cái số lượng rất là lớn. Thì lúc đó nó có một cái sự rúng rính ở bên trong, tức là lần đầu tiên là mình trở thành ngôi sao chăng, mình được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ đến mức như vậy chăng. Và cũng may là trong cái hành trình tu tập tôi tới thời điểm đó thì tôi đã từng được gặp qua rất nhiều những vị thầy lớn danh tiếng và có đạo lực lớn, có những con đường rất là vững chắc. Và các vị thiền sư đó đã cho mình những cái chánh kiến rất là tốt. Và trong đó tôi luôn ý thức được rằng là tất cả sự kính trọng ngưỡng mộ của đại chúng ở bên ngoài, tuy nó là một cái hiệu quả, một cái kết quả đến từ sự nỗ lực, hoặc là nó là một cái tiến trình tự nhiên của nhân và quả, nhưng mà nếu mà mình mắc kẹt vào trong nó đó thì mình không có thể tiến xa được. Mà thậm chí nếu mình mắc kẹt vào trong đó thì mình sẽ bị nhấn chìm vào trong đó. Và tại thời điểm đó thì cái sự nổi tiếng của cuốn sách đó làm cho tôi có cảm tưởng như là bão nó tràn về phía mình.
mặc dù lúc đó là tôi vẫn còn đang ở bên Mỹ. Thế cho nên là tôi đã quyết định làm một cái quyết định rất lớn trong cuộc đời. Đi tu là một quyết định lớn rồi. Rồi rời khỏi thầy tổ của mình, rời Việt Nam để bôn ba hải ngoại tìm một con đường tu tập phù hợp với mình đã là một cái quyết định lớn rồi. Thế vậy mà tới năm đó đó thì tôi vẫn nghĩ rằng là đây là một cái quyết định rất là táo bạo. Đó là cho mình một cái cơ hội rời khỏi cái môi trường an toàn. Một cái môi trường mà mình được tung tăng tung ta ở trong đó, rất là thông dong tự tại, rất là thoải mái. Môi trường của thiền viện đó quý vị, môi trường của tu viện. Ở nơi đó mình luôn luôn được mọi người yêu mến. Và đặc biệt là cái cuốn sách đầu tay của mình đó, nó có thể làm cho cái bức yêu quý của mọi người càng lớn hơn nữa. Cho nên là nếu mà mình ở trong cái tiện nghi đó đó, một cái mức tiện nghi nó quá mức cái sự đón nhận của mình đó, có thể là mình sẽ chết, có thể là mình sẽ bị tan xác. Cho nên là mình cũng muốn học đòi theo người xưa là thôi thì hữu tạ tự nhiên hương, rồi chân nhân bất lộ tướng, rồi vân vân. Tức là mình phải có nhiều cái câu để nhắc nhở bản thân mình để rút lui về ở ẩn. Và tôi đã quyết định xách ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ. Ở lúc đó chỉ nghĩ là mình sẽ đi 3 tháng thôi, nhưng mà cuối cùng là đi 3 năm. Và cái hành trình đó đó, tôi thu hoạch được rất nhiều kết quả lớn. Mà một trong những cái kết quả đó là dám sống trong một thời gian rất là dài, không ai biết mình là ai hết. Một cái con đường tu luyện mà mình đã gây dựng cái uy tín, tên tuổi hay là cái sự kính trọng của đại chúng rất là lâu như vậy mà mình vứt hết, để mình sống đời sống của một cái gã đi bộ. Thậm chí có lúc là mình như là một gã ăn mày, ngủ dưới gầm cầu hay là phải đi xin. Rồi mình đóng vai của một người làm tình nguyện viên để giúp đỡ những người già, giúp đỡ những người nông dân, những người bệnh tật, làm tình nguyện trong các trung tâm trị liệu về tâm lý. Quý vị biết là có những lúc tôi vào trong một cái trung tâm thiền mà các vị giáo thọ thiền là những vị cư sĩ thôi, cư sĩ người Mỹ. Họ không có biết mình là thầy tu, và tôi cũng không có nói với họ là tôi là thầy tu nữa, giấu rất là kỹ. Ở trong cuộc hành trình 3 năm tôi chỉ tiết lộ mình là thầy tu có 3-4 lần thôi, kẹt lắm mới rút cái bí mật đó ra. Thì khi làm tình nguyện viên trong một cái trung tâm của người cư sĩ đó, họ không có biết mình là thầy tu, cho nên là họ đối xử mình như là một tình nguyện viên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó ở Chicago có một cái trung tâm vừa dạy về thiền, vừa dạy về yoga, vừa trị liệu về tâm lý. Thì chúng tôi tình nguyện viên có tất cả là 6 người. Và chúng tôi thì làm vườn, làm rẫy, rồi hỗ trợ các bác sĩ tâm lý để giúp đỡ bệnh nhân. Và chúng tôi bị sai giống như là những cái người phục vụ ở trong gia đình, ở trong nhà vậy. Và tôi còn nhớ có một cái khóa thiền đó, khoảng 50 người từ ngoài thành phố lớn Chicago đi vào. Quý vị biết là chúng tôi ở trong miền thôn quê đó, đón được 50 khách là một điều rất là quý giá. Cho nên là các vị giáo thọ họ rất là trân quý những cái vị khách của mình, và đề nghị chúng tôi nấu những cái món ăn chay rất là đặc biệt để cho các vị thiền sinh đó. Thì cái khóa tu diễn ra trong 3 ngày. Suốt 3 ngày đó những cái nhóm tình nguyện viên chúng tôi là không có thức ăn, và cứ đợi tới khi mà khách ăn xong rồi đó thì mình mới vét nồi, rồi mới lén lén chui vào trong nhà kho để lấy củ quả ăn thêm, chứ là rất là đói. Và có những lúc mà mình cũng hơi tủi thân chút xíu, tức là hồi nào giờ là mình được ăn thức ăn người ta cho, nhưng mà tại vì mình là thầy tu á, người ta cho cũng dễ thương lắm. Mình nhớ lúc mình ôm bát đi, thức ăn đầy trên bát. Còn bây giờ là mình phải ăn thức ăn thừa, rồi mình còn phải lén lút để lấy thêm thức ăn. Thật ra là cho các bạn cùng ở chung với mình đó, tại vì chúng tôi cũng không có được đối xử tốt lắm. Thì những lúc đó mình cũng có vài cái phản ứng ở bên trong, nhưng mà may là mình có tu tập, mình có hành thiền, cho nên mình nhận diện rất là nhanh, phát hiện kịp thời cái tâm phản ứng đó. Tại vì đó là một phần của tâm sân, cái tâm không có chấp nhận, cái tâm muốn tìm về cái lối mòn của bản ngã,
muốn được công nhận, muốn được kính trọng, muốn được nể phục. Tôi có nhớ một vị thiền sư mà tôi rất là yêu quý, một vị thiền sư thời Phật giáo Trung Đại, thiền sư Trần Nhân Tông ở thế kỷ thứ 13. Thì đây là một vị thiền sư rất là đặc biệt, là nhường ngôi cho con của mình để trở thành một người cố vấn về quân sự trong trong lúc bước vào con đường tu hành. Là vị thiền sư này đã góp phần đánh thắng quân Mông Nguyên để giữ yên bờ cõi, mà còn nới rộng phát triển bờ cõi một cách rất là vững bền. Rồi sau này còn cố vấn cho Trần Anh Tông, tức là cái vị con nối ngôi đó, để đánh quân Ai Lao. Cho nên tôi rất là có cảm tình đặc biệt với thiền sư Trần Nhân Tông. Một trong những bài thơ của thiền sư mà tôi rất là yêu quý đó là bài Xuân Vãn, tức là mùa xuân đã đi qua rồi. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nức xuân tâm sự bách hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đòn kháng trụy hồng. Thì tôi có dịch là tuổi trẻ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, Chúa xuân nay đã nhìn ra mặt, thanh thản ngồi yên ngắm cánh hồng. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, niên thiếu là cái tuổi trẻ, mình chưa có tường được những cái nguyên tắc vận hành của đất trời. Mà ở đây thiền sư đưa ra cái cặp phạm trù là sắc với không. Và chắc cặp phạm trù này thì đại chúng, tức là đại chúng của Phật học Xá Lợi rất là giỏi để hiểu sắc với không. Chúng ta có sắc với không trong Bát Nhã Tâm Kinh, văn bản kinh Phật giáo Đại Thừa. Và tôi là một người xuất gia theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa trước, rồi sau này mới chuyển về Nguyên Thủy. Nhưng mà tôi thì nó cũng giống như là ba rọi vậy, có nửa này nửa kia. Tại vì mình xuất thân ở Đại Thừa khá lâu, học kinh điển Đại Thừa tạm gọi là Như Tử, bằng toàn là chữ Hán không, trong suốt gần 10 năm ở Phật Học Viện. Rồi sau này thì tôi chuyển qua truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy để thực tập thiền Vipassana. Cho tới bây giờ thì tôi vẫn giữ cái truyền thống của Nguyên Thủy nhiều hơn. Đó là cũng hành trì Vipassana, rồi cũng ôm bát đi khất thực, rồi cũng sống hạnh viễn ly ở rừng thiền. Nhưng mà tôi tự nhận là mình có cái hạt giống Đại Thừa nhiều hơn, cho nên là vẫn giữ một số tinh thần và tư tưởng quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, trong đó có ăn chay. Và mình ý thức được là mình có cái tâm muốn cống hiến, muốn phụng sự nhiều hơn là chuyên sâu tu tập. Mặc dù là để làm cái công việc như bây giờ tôi đang làm, tức là tôi chú ý về cái phần dạy về kỹ năng sống cho giới trẻ, hay là dạy cho thiền cho đại chúng, và đặc biệt là trị liệu về tâm lý đó, thì mình phải trải qua một thời gian tu luyện ở trong các rừng thiền rất là miên mật. Thì tôi rất là yêu quý tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Bát Nhã Tâm Kinh. Thì chắc là đại chúng ai cũng biết cái câu là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nếu mà để cho các bạn trẻ dễ hiểu đó, thì mình có thể dịch sang tiếng Anh một chút xíu. Đó là form is emptiness, emptiness is form. Sắc cũng là không, mà không cũng là sắc. Có thể nói đây là cái tư tưởng lớn nhất của Phật giáo, sâu nhất, tinh túy nhất. Nó là một cái thứ trí tuệ siêu việt mà một cái người bình thường không thể hiểu, không thể chấp nhận được. Và dĩ nhiên là khi mà chúng tôi còn ở trong Phật Học Viện á, thì mình cũng hiểu nó lờ mờ, nghe các sư phụ cắt nghĩa, nhưng mà mình không có đủ thấm. Và trải qua nhiều thăng trầm nghiệt ngã, rồi nỗ lực trên 10 năm hành thiền,
Và chắc là phải tới một cái độ tuổi nào đó đó, mình chiêm nghiệm được nhiều thứ trong cuộc đời, hoặc là bị bầm dập chăng, cho nên mình mới bắt đầu hiểu ra sắc với không là như thế nào. Niên thiếu hà tầng liễu sắc không. Hồi tôi còn nhỏ, hồi tôi còn là một cậu bé, hay là tôi mới chân ướt chân ráo vào đạo đó, bước lên con đường tâm linh, tôi không có hiểu gì về sắc với không. Thì đây chỉ là một cách nói thôi, chứ còn ý của thiền sư là tôi không có hiểu hết những cái nguyên tắc vận hành của đất trời, để mà sống làm sao cho nó vừa vặn, cho nó hòa điệu, để có thể đứng thật là vững trong cuộc đời này, có thật nhiều bình an và hạnh phúc. Thì sắc á, nó có nghĩa là cái mà chúng ta có thể tiếp xúc, có thể sờ mó, có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được trên nhiều hình thức khác nhau. Thí dụ hoa sen là sắc, cái hội trường này là sắc, cái cơ thể chúng ta là sắc, vạn sự vạn vật trên thế gian này, những thứ mà chúng ta có thể cảm nhận được trực tiếp qua các giác quan thì được gọi là sắc, được gọi là thế giới của hiện tượng. Thế giới có thể nhìn ngắm, có thể cảm thụ một cách trực tiếp được. Còn không á, có nghĩa là trong cái hình thức đó, trong thế giới hiện tượng đó, nó còn chứa một cái thông điệp khác nữa. Cái mà chúng ta đang tiếp xúc á, đang nhìn á, chỉ là một phần của đối tượng đó mà thôi. Thí dụ dễ hiểu, thí dụ như là mình thấy một cái người họ đang giận, thì giận chỉ là một hiện tượng thôi, nhưng mà không có nghĩa rằng lúc nào họ cũng giận, toàn bộ con người của họ là đầy năng lượng tiêu cực giận hờn như vậy. Không phải, họ là một cái tổng thể rất là lớn, mà giận chỉ là một phần ở trong đó. Mà ở trong Bát Nhã Tâm Kinh còn nói giận nhiều khi nó không có thiệt nữa. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, vô minh có hết, vô minh có đâu mà đòi diệt, vô minh có đâu mà đòi chấm dứt. Cho nên một hành giả tu hành á, để làm sao mà mình đi từ cái thế giới của tướng á, mình đi vào cái thế giới của tánh, tức là tùng tướng mà nhập tánh, tức là từ thế giới của hiện tượng đi về thế giới của bản chất. Thì trong cái bản chất sâu xa đó, mọi hiện tượng á, đều không có thật, nó đều từ nhiều nhân duyên mà hình thành, nó không có một cái ngã riêng biệt, cho nên gọi là emptiness, tức là không. Thí dụ như hoa sen là một sắc, nhưng mà bản chất của hoa sen đó là một cái hợp thể bao gồm có nước, có bùn, có không khí, có ánh nắng mặt trời, có côn trùng, có hàng triệu điều kiện để hợp thành. Thì vì có rất nhiều điều kiện hợp thành, mà nếu thiếu một trong những điều kiện đó thì hoa sen không thể biểu hiện được. Cho nên mới nói rằng hoa sen tuy nhìn như vậy đó, nhưng mà không có thật đâu. Nó không phải chỉ là một cái hoa sen riêng biệt bởi nó, mà nó là một cái tổng thể rất là lớn, mà trong đó các đối tượng phải nương tựa vào nhau để thành lập. Thì cái này gọi là bản chất. Khi mình nhìn vào thế giới của hiện tượng á, mà mình thấy được bản chất, nghĩa là mình đã giác ngộ. Còn lâu lâu mình mới thấy thì là lâu lâu giác ngộ. Mà lâu quá rồi mà không thấy thì lâu quá rồi là không có giác ngộ, là ở trong vô minh. Tức là nhìn sắc là ra sắc, nhìn cái mặt chầm dầm một đống quẹo đeo như trái chuối khô là một người sân si thì phải tránh nó đi, nó là một kẻ xấu đó. Thì cái mà chúng ta đang nhìn á, thì thường mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng. Thì thiền sư Trần Nhân Tông mới nói, lúc chúng ta còn trẻ đó, chúng ta nhìn mọi thứ nó sai bét. Bởi vì cái nhìn nó sai, cái nhận thức nó sai, cho nên mới dẫn đến cái thái độ sai. Và chúng ta sống ở một cái tuổi trẻ, chúng ta tàn phá rất nhiều năng lượng, tàn phá rất nhiều sức khỏe và lý tưởng để đeo theo, để cầm nắm, để tranh đấu, để đạt được những tiện nghi về vật chất và những tiện nghi về tinh thần. Ngay cả khi mà chúng ta bước chân vào đạo đó quý vị, nếu mà không được các vị thầy có những trải nghiệm thành công trên đời sống tâm linh khai thị, thì chúng ta thế nào cũng tấp vào bờ này hoặc là tấp vào bờ kia, không kẹt vào tiện nghi về vật chất
thì cũng sẽ kẹt vào tiện nghi về tinh thần, không ở dạng thô thì cũng ở dạng tế, hoặc thế này hoặc thế kia. Cho nên Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo: các thầy, mình đâu có cái gì để mất, phải không? Vì mình không có gì để mất cho nên không tốn năng lượng để giữ gìn, không cần phải tiết ra tham sân si để tranh đấu để giữ gìn những cái thứ mà nó thuộc về thế giới của hiện tượng, rồi nó sẽ tan biến đi. Một người xuất gia trên con đường đi theo Đức Phật á, là phải đi về thế giới của bản chất. Mỗi ngày học cách tiếp xúc với những cái giá trị thuộc về bản chất mà không có mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng. Thì trong cái bài Xuân Vãn á, thì sư Trần Nhân Tông mới nói: các vị, mùa xuân đang về, và khi xuân về thì lòng ai cũng rộn rã, tâm chúng ta ở bên ngoài nhiều hơn là ở bên trong. Có phải không quý vị? Phải lo giải quyết những việc cuối năm, phải biếu quà cáp, chạy là đầu tắt mặt tối, thở không ra hơi, rồi nào là phải dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa, sắm rửa, rồi ôi thôi là không biết bao nhiêu việc, gần Tết là muốn chết. Cho tới khi mà giao thừa rồi, mà nhiều khi giao thừa còn lục đục đâu dưới bếp, chưa có chịu buông ra nữa. Và khi mà bước qua năm mới rồi, hên quá, ông bà mình đã quy định ngày 1 không được làm gì hết. Chứ còn nếu mà cho làm nữa đó thì chắc là cũng sử dụng luôn ngày 1, không được phép nghỉ ngơi. Và khi mà đêm giao thừa mà mình dám buông bỏ hết một số việc còn tồn động lại để đứng trước bàn thờ của ông bà tổ tiên, thắp hương, rồi lễ lại, rồi dâng hoa trái, rồi nói lên tâm nguyện của mình, và kể cả những cái lời mà mình sám hối xin lỗi với tổ tiên tâm linh hay là tổ tiên huyết thống của mình. Và trong một năm qua mình làm ăn rất là bết bát, mặc dầu là thu nhập cũng khá, được nhiều phi vụ, nhưng mà đời sống tinh thần đi xuống, có nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Và mình phát hiện ra trong lòng mình đã có những cái biến động lớn, có những cái vết thương ở trong tâm hồn, nó bắt đầu nó xuất hiện, nó hình thành, và làm cho con người mình trở nên dở tệ hơn. Nó không còn hay, nó không còn tuyệt vời như là những năm trước nữa. Mình đứng trước Đức Phật là tổ tiên tâm linh, và đứng trước ông bà của mình là tổ tiên huyết thống, mình nhìn ra những điều đó. Thì chẳng lẽ là tất cả chúng ta, nói như thiền sư Trần Nhân Tông, là chúng ta phải đi qua một cái giai đoạn sống sai lầm, sống trượt ra khỏi những cái nguyên tắc vận hành của đất trời, sống bạc mạng để nắm bắt những cái thứ nó không cần thiết. Mình nắm bắt những cái thứ mà có khi mình phải mất 5 năm, 10 năm mới có thể nắm bắt được, để rồi sau khi mình nắm bắt được nó thì mình thấy nó không có ý nghĩa gì hết. Mình bỗng máu trở nên chán đó, và thậm chí mình muốn buông nó ra mà buông không có được. Sao buông được? Có con rồi sao buông? Cho nên là cả một cái tuổi trẻ mình đó, mình sống với những cái ham muốn, chạy theo những cái ham muốn. Mình sống với những cái khát khao cháy bỏng, cung phụng cho những cái khát khao cháy bỏng đó. Cả một cái tuổi trẻ mình mất rất nhiều năng lượng để chứng minh, để chứng tỏ mình là ai, để cho người ta ngán, để cho người ta sợ, để có danh gì với núi sông. Để rồi một hôm nhận ra rằng 30-40 năm trong cuộc đời mình chưa có bao giờ hiểu nổi cái cơn giận của mình, hiểu nổi cái sự ghen hờn của mình, hiểu nổi cái sự cô đơn lạc lõng của mình. Mấy chục năm trời rồi mình làm ăn sao mà giờ này nhìn lại một cái tâm hồn bể ra, cạn kiệt hết năng lượng. Tuy có rất nhiều những tiện nghi về vật chất, những tiện nghi về tinh thần, mà không cảm nhận cái gì là hạnh phúc cả. Đức Phật nói rất đúng: khi tâm chúng ta bị phiền não, hoặc là tâm chúng ta nó bị tổn thương rồi, nó không còn bình thường nữa đó, thì cho dù chúng ta có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc thì chúng ta cũng không thể nào có hạnh phúc được. Bây giờ mà đề chúng ta ngồi tĩnh tâm vài phút. Đây được gọi là vài phút, được trở về với chính mình, được nhìn lại mình,
được kết nối sâu sắc với chính mình. Quý vị cố gắng ngồi thả lỏng, an trú. Mình chạy ngược chạy xuôi nhiều rồi, thì giờ phút này mình phải ngồi thật là yên. Mình không có muốn chạy nữa, không muốn tranh đấu nữa, không muốn sốc nổi tâm tham tâm sân lên nữa, không muốn chạm vào vết thương nữa. Để có được cái này cái kia mà mình trả giá đắt quá. Tội nghiệp vết thương tôi, giá phải trả cho đời. Xin quay về chăm sóc, dặn lòng bỏ cuộc chơi. Thở vào, trở về với vết thương của tôi. Thở ra, buông hết những căng thẳng, những áp lực đang đè nặng trên thân, trên tâm, trên cái vết thương của tôi. Thở vào, tôi ý thức được rằng khi tâm tôi bình an thì tôi sẽ thấy mọi thứ đều rất ổn. Thở ra, tôi biết rằng tâm buông xả là một tâm rất là quan trọng. Ít nhất trong giờ phút này, tôi được cần buông những con bò của mình. Càng buông thì càng nhẹ. Cố gắng tập an trú, tập ngồi yên, tập không phản ứng, tập không mong cầu. Dù chỉ vài giờ, vài mươi phút trong ngày cũng rất là quý giá. Và mình cũng không tin nổi là những ngày cuối năm mà mình ngồi ở đây, ngồi với tất cả sự bình an có thể, và mình ý thức là mình rất là cần như vậy. Mình mong muốn là mình có nhiều cơ hội hơn để được tĩnh tu, để được quay về chăm sóc tâm hồn. Xin cảm ơn đại chúng. Bác nông dân trong câu chuyện chúng ta được nghe từ đầu đó, có 12 con bò. Thì có thể bác có 12 con bò cho nên là bác có 12 nỗi bận tâm. Chúng ta có bao nhiêu con bò quý vị? Chắc 120 quá. Cả đàn, cả bầy, cả một công ty bò, trang trại bò, hàng trăm con bò. Cái gì cũng là một nỗi bận tâm. Mình sắm bao nhiêu cái vật chất thì tâm mình nó phải phân tán ra để mà ý thức, để mà giữ gìn, để mà bảo vệ nó. Rồi mình đặt ra một số cái quan điểm là người này phải kính trọng, người kia phải ngưỡng mộ, rồi phải thương tôi thế này thế nọ. Có những thứ nó thuộc về bản năng, mà có những thứ cho mình bắt chước, cho mình học đòi. Để rồi trong cái trang trại bò của mình thì không biết bao nhiêu là con bò, đụng tới con nào là sân si tới con đó. Cho nên có những cái phương pháp, có những cái phương cách nó làm cho chúng ta có hạnh phúc rất là nhanh, mà rất là bền, nó rất là thật. Đó là buông bỏ bớt đi, tâm xả ly. Mình không phải là một nhà sư, một thầy tu, mình không có định giác ngộ đâu, mà không biết là định là có được hay không. Mình chỉ muốn trở thành một người bình thường, nhưng mà mình cũng muốn có bình an chứ, phải không? Mình cũng muốn có tự do, hạnh phúc chân thật. Cho nên mình tuy không có thực hành gắt củ kiệu như là một ông thầy tu, nhưng mà mình phải đi về cái hướng đó. Đó là cái hướng chân thật. Làm được bao nhiêu làm nhiều thì giải thoát nhiều, làm ít thì giải thoát ít. Người xuất gia chúng tôi có cái giới bản để bảo hộ đó, gọi là ba la đề mộc xoa prati moksha. Nó có nghĩa là biệt giải thoát, nghĩa là giữ được cái giới nào là giải thoát cho cái phần đó, là không bị ràng buộc bởi những cái đối tượng, bởi những trần cảnh. Thì quý vị tuy không có xả tuyệt đối được như là một hành giả
tu hành, dành cả cuộc đời cho cái việc tu hành, thì mình có thể buông xả một phần nào đó. Và mình cần buông xả những cái gì á mà nó rút mòn sinh lực của mình, nó làm cho mình kiệt quệ tinh thần. Mình nên buông xả những cái gì mà nó thắt chặt tâm mình vào trong đó từ rất lâu rồi, những cái đối tượng mà nó làm cho cuộc đời mình nó trở nên lang nhàng tầm thường, thì mình cần phải dừng lại, giãn cách, viễn ly, dù chỉ là một thời gian, dù là một ngày cũng cần, dù là vài tuần thì càng quý, mà nhiều hơn thì càng tốt. Tất nhiên là có những đối tượng mình không thể bỏ, không nên bỏ, họ là những người thân yêu của mình và mình có trách nhiệm bổn phận với họ. Nhưng mà mỗi khi mình tiếp xúc với họ đó, thì mình bị họ kích hoạt vào những cái hạt giống sân si của mình, và đồng thời mình cũng vung vãi rác rến vào họ. Càng yêu thương thì càng đau khổ. Cho nên mình phải nghĩ tới cái chuyện là thả ra bớt, buông bỏ bớt. Mình không có bỏ luôn được đối tượng đó thì mình nên có một cái khoảng cách vừa đủ để bớt chăm bẩm vào đối tượng, bớt vướng mắc vào đối tượng, để rồi mình dành thời gian năng lượng quay về cho chính mình, phục hồi năng lượng, làm mới bản thân, xây dựng nội lực, hoặc ít nhất là dọn dẹp những cái năng lượng tiêu cực, những cái rác rến trong lòng của mình. Và trong quá trình thương yêu, mình không có phải bị khổ lụy, là tại vì mình không có dựa hẳn hoàn toàn vào đối tượng. Cái đó vẫn là một cái phép thực tập buông xả. Thì trong cái ánh sáng của chánh niệm, trong nhận thức sáng tỏ, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đang mắc kẹt vào đối tượng nào nhiều nhất, chúng ta đang bị khống chế bởi các đối tượng nào nhiều nhất, thì chúng ta phải tìm cách để mà tháo gỡ, tìm cách để mà buông bỏ bớt. Giống như một con thuyền mà nó bị quá tải, nó bị khẩm thì nó không thể nào vượt tới phía trước được, nó mắc kẹt, không có nhúc nhích gì cả. Có thể hành trình cuộc đời mình nó cũng mắc kẹt từ rất lâu ở một vài cái quan điểm, một vài cái sự cố chấp, hay là một vài cái sự bám víu nào đó, mà đã tới lúc mình phải buông ra, thả đối tượng đó ra, dù không thả ra luôn, thả ra rồi bắt lại. Mà làm sao để mà khi mình bắt lại đó, thì mình không có trở thành nô lệ của đối tượng đó, không có bị xiềng xích. Nói như Trịnh Công Sơn là quấn quanh tình người, sống có đôi tay thật dài ôm quanh tình người, sống có đôi chân mệt nhọi một đời tới lui. Cả đời chỉ bỏ hết năng lượng ra để chinh phục, để nắm bắt, để làm vừa lòng người. Cả đời để phục vụ cho cảm xúc của người khác. Cả đời ở trọ ở trong lòng người khác, để rồi bỏ quên chính mình. Để rồi cuối cùng đâu có ai đau bụng thế mình đâu, đâu có ai chịu trầm cảm thế cho mình đâu, đâu có ai già giùm mình hay là chết giùm mình đâu. Cho nên cuối cùng chúng ta nhận ra một điều rằng là các đối tượng xung quanh, dù là những người thân yêu nhất trên đời của mình, cũng không thể nào chịu đựng khổ đau thế cho mình. Mình mới là kẻ chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Mình mới là kẻ làm cho cuộc đời mình tốt hơn, chứ không thể nào trông mong vào kẻ khác. Vậy cho nên là hãy can đảm bước lên con thuyền, thấy cái thùng hàng nào mà lớn nhất, đắt nhất, yêu quý nhất, xô đại xuống biển đi. Tiếc, đứt ruột, đau lòng, nhưng mà con thuyền nó sẽ nhỉnh lên, nó sẽ nổi lên và nó sẽ trôi tới phía trước một cách dễ dàng. Ở đây, cái sự buông xả không nhất thiết là mình phải loại trừ đối tượng, quý vị. Loại trừ là loại trừ ở trong tâm nè. Thu cái vòi của con bạch tuộc lại, không có chụp vào hắn nữa. Không có rình mò, không có canh me, không có dò xét, không có rượt đuổi nữa. Dừng lại, quay về. Cái đó gọi là tâm buông xả. Chứ còn nhiều khi thân buông xả mà tâm không hề buông xả. Lìa xa hắn mà lòng đầy nhớ nhung luyến tiếc, lìa xa hắn mà lòng đầy nghi kỵ, sợ hãi hoảng loạn,
thì liền xa để làm gì. Vậy cho nên là vì cái tuổi trẻ, cái sự phát điểm của chúng ta đó, nó sai lầm. Chúng ta không có được chánh kiến, những cái hiểu biết đúng đắn ở trong cuộc đời này. Ước gì ngay từ nhỏ chúng ta có được một bậc thiện hữu tri thức, một thiền sư, một người có trí tuệ để chỉ mình con đường đúng. Mà cũng chưa chắc, chỉ mà nhiều khi mình vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, mình còn phủ nhận, mình còn nói rằng đó là những cái chuyện dành cho những người tu hành thôi. Phải trải nghiệm, phải thăng trầm, phải bầm dập, phải thở không ra hơi, thì mình mới bắt đầu lần mò. Không phàm sao phải lần mò chốn tiên, đó là câu của thiền sư Trần Nhân Tông. Vì phàm biết mình rất là trần gian, có lúc cũng hãnh diện về cái trần gian ấy lắm, mà có lúc cũng khá ngậm ngùi. Cho nên là không phàm sao phải lần mò chốn tiên, vì biết mình là còn nhiều đau khổ, đặc biệt là đang bị trầm cảm. Cho nên là cần thần dược, cần cam lồ tịnh thủy của Bồ Tát Quan Thế Âm, cần những năng lượng từ bi, cần một cái chốn tịch tỉnh để mà rửa sạch, gọi rửa tâm hồn. Niên thiếu hà tầng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa trung. Thì thiền sư Trần Nhân Tông cũng giống như là bao nhiêu người khác, như tất cả chúng ta, tuổi trẻ không có tường được sắc với không, và sống theo cái bản năng rất là tự nhiên của mình, thích gì làm nấy. Và ngày xuân đến, ngày xuân chỉ là một cách để diễn đạt, tức là khi cái ngoại cảnh nó có những cái biến đổi đột ngột, những cái hấp dẫn ở bên ngoài, thì tâm chúng ta nó cũng bị dao động theo, bị lôi cuốn theo. Nhất xuân tâm sự bách hoa trung, tức là trăm hoa nó nở ở trong lòng. Như kim khám phá đông hoàng diện, chúa xuân nay đã nhìn ra mặt. Đông hoàng diện hay còn gọi là chúa xuân, tức là cái bản chất chân thật của mùa xuân là gì? Là bốn mùa. Bốn mùa ở trong nhau, bốn mùa đắp đổi cho nhau, không có mùa nào đứng riêng cho mùa nào cả. Mùa xuân chỉ là hiện tượng, mà bản chất đó là xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Vậy cho nên là trước giờ mình chạy theo hiện tượng, thì bây giờ mình phải cần trở về để buông cái sự bám víu đó ra. Buông hiện tượng là đi vào bản chất, buông tướng là đi vào tánh. Tức là bỏ sắc thì sẽ đi về không. Nhưng mà Đức Phật nói không là cái gì, không ai nắm được không cả. Cho nên muốn có không thì phải trở về sắc. Trở về sắc để làm gì? Để không kẹt vào sắc nữa. Mình vẫn sống trong cuộc đời này, cái con người phàm tục này, nhưng mà mình không còn tham sân si nữa. Mình thương mà không có vướng mắc nữa, thương mà không có vấn vương. Thương được không? Thương không được thì đừng thương. Tức là giai đoạn ban đầu thì tạm ít thương, tạm né đối tượng ấy đi. Nhưng mà giai đoạn 2 là quay về thương yêu, mà không có bị nhấn chìm. Còn bị nhấn chìm thì xách gói đi tu tiếp. Tu tới khi nào mà thương yêu nó chỉ trở thành một tâm từ, một tâm bi, một tâm hỷ, một tâm xã, thì tình thương nó không còn nguy hiểm nữa. Vậy thì chúa xuân, một người tu, một hành giả bước đi trên con đường tu luyện, phải liễu, phải đạt, phải trải nghiệm cái trạng thái không nắm bắt là gì. Khi hồi mà tôi còn là một sư chú, tôi cũng có biết, tôi cũng có được nghe các sư phụ mình dạy về tâm buông xả. Nào buông xả nào danh, buông xả nào lợi, buông xả nào sắc. Thì tôi có đặt câu hỏi là nào buông hết thì mình nắm cái gì? Cái trạng thái đó là trạng thái gì? Thì cái hành trình hành thiền và tu bộ cho tôi nó đã trả lời câu hỏi đó. Trạng thái không nắm bắt, trạng thái không rượt đuổi, trạng thái không mong cầu là bình an, là ở yên với chính mình, là có mặt với phút giây này, không cần muốn cái gì nữa vẫn có thể sống được, mà thậm chí muốn nhiều mới không thể sống được. Còn tất cả những điều kiện hạnh phúc theo Đức Phật
đã có đủ đầy cho tất cả chúng ta rồi. Cũng là thiền sư Trần Nhân Tông trong bài Cư Trần Lạc Đạo có câu là gia trung hữu bảo hư tầm lịch, bối cảnh vô tâm mạc phấn thiện, nhà đầy của báo thôi tìm kiếm, bối cảnh không tâm, tức là không có tâm tham và tâm sân, thì hỏi chi lẽ thiền. Thiền là như vậy. Thiền không chỉ là thở vào thở ra, thiền không chỉ là chánh niệm trên từng bước chân trong từng hơi thở, thiền không phải là quan sát từng dòng cảm thọ chạy lên chạy xuống ở trên thân của mình, mà thiền còn là nhìn thẳng vào trong tâm để thấy là mình có đang tham không, để thấy là mình có đang sân không. Thấy tham, quan sát tham để tâm tham tan biến. Thấy sân, buông sát sân, buông sân xuống để sân tan biến đi, còn lại một cái tâm không sân, không tham. Tâm đó gọi là tâm tịch diệt, niết bàn, tâm hạnh phúc tuyệt đối. Niết bàn có thể gọi là hạnh phúc tuyệt đối. Niết bàn cũng có thể gọi là nơi không có phiền não. Mà mình có thể sống với không phiền não được không? Được. Rồi thì một chút xíu, cố gắng một chút xíu, chỉ cần định thôi là đã không có cơ hội để phiền não sinh khởi rồi. Đừng có thả rong tâm mình, thả rong nó bay nhảy một cách vô tổ chức, thế nào nó cũng sốc nổi, sân si lên. Rồi còn niệm nữa, còn chánh niệm, nhìn thẳng vào phiền não, xuyên qua bức màn phiền não, đốt cháy phiền não, bởi tâm quan sát, bởi chánh niệm, thì phiền não đâu mà còn nữa. Và cái trạng thái không phiền não, trạng thái tuyệt đỉnh nhất của con người, chứ không phải là trạng thái được thỏa mãn một nhu cầu cảm xúc các giác quan, được người đó cung cấp một cảm giác dễ chịu, được thỏa mãn khi người khác kính trọng ngưỡng mộ, chẳng là gì cả. Có thể nói một cách rất là chân thành là nhờ có 3 năm tu bụi, tôi đã trải nghiệm qua những ngày tháng sống một mình nơi rừng sâu nước độc, vượt qua những nỗi sợ hãi trong lòng, rồi một mình được tận hưởng cảnh đẹp kỳ vĩ của nước non, của vạn vật trong từng giây phút, thì tôi nghĩ rằng không có cái trạng thái nào nó tuyệt đỉnh bằng cái trạng thái đó. Trạng thái mà cái ngã của mình nó không có cơ hội để nó tồn tại, hòa nhập được với đất trời, thấy muôn loài bao gồm động vật và thực vật, chứ không phải chỉ có con người mới là thân mạng của mình. Trạng thái đó vô cùng tuyệt hảo. Thì dĩ nhiên quý vị nếu không có cơ duyên để làm những cái chuyện tào lao như tôi đó, thì quý vị vẫn có thể học cách buông xả bớt. Mỗi ngày mình dành ra khoảng 1 giờ, ít nhất là nửa giờ, để sống trong trạng thái không có phiền não, được không? Được chứ. Dĩ nhiên là trong thời gian đầu rất là chật vật để mà kiểm soát cái tâm của mình. Nó vẫn muốn cái này, nó vẫn chống cái kia. Chó sủa nó cũng giận, ngồi thiền mà mở cửa kẹt kẹt nó cũng giận, mà nghe pháp thoại mà quên tắt điện thoại người bên kia nó cũng bực lắm đó. Mà đi nghe pháp thoại mà còn chưa chịu tắm nữa, ngồi gần có mùi. Cho nên là cái phiền não nó không có tha mình đâu, nó rượt mình vào trong chùa luôn, nó rượt vào trong tới tu viện. Kể cả quý vị chạy vào rừng sâu với các thiền sư nguyên thủy thì nó cũng rượt theo. Nó trong tâm mình mà, phải không? Chạy đâu cho khỏi. Nhưng mà khi mình vào trong chùa, mình vào trong thiền viện, vào trong rừng, mình nhìn thấy rất nhanh, phát hiện rất nhanh, và mình có đủ thời gian, đủ năng lượng để chăm sóc nó. Để rồi một ngày nào đó mình cũng giống như các thầy, các vị xuất gia tu hành, nếm trải được một ít chất liệu của sự giải thoát, của niết bàn, để mình biết có một cái gì đó nó tốt đẹp hơn, bền vững hơn rất nhiều những cái thứ mà mình đang mân mê, mất nhiều năng lượng để chiếm hữu và giữ gìn. Để rồi một ngày nào đó như thiền sư Trần Nhân Tông, Chúa Xuân nay đã nhìn ra mặt, như kim khám phá Đông Hoàng Diện, thiền bản Bồ Đoàn kháng trụy hồng. Bây giờ ngồi trên pháp tòa, ngồi trên sàn thiền, mùa xuân ai chạy đông chạy tây thì kệ họ, mùa xuân ai bút vé đi Thái Lan, đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản kệ họ, mùa xuân ai
đi chơi xuân, đi đánh bài bạc, rồi đi đàn đúm kệ họ. Mùa xuân ai đi tiệc tùng nhảy nhót kệ họ, mình ngồi yên trước thềm nhà, trong căn phòng lặng lẽ, không phải để ru trầm cảm thôi, mà ngồi trong cái thông dong tự tại, ai chạy ngược chạy xuôi gì kệ họ, mình ngồi rất là yên để ngắm mùa xuân đến, rồi nhìn những cái phút giây giao thừa đi qua lặng lẽ, rồi từng cánh mai rụng xuống, rồi mùa xuân cũng ra đi vội vã. Nhưng mà mình kịp cảm nhận từng giây phút đó, mà lòng mình nó không còn nôn nao, không còn xao động nữa, tại vì mình không có thắt chặt vào cảnh, không có kỳ vọng nơi cảnh, không có trông mong, không có chờ đợi mùa xuân ở lại lâu hơn, không có trông mong chờ đợi người khác phải ở mãi bên mình để cung phụng những cái giá trị tốt đẹp cho mình, tại vì mình đã trở về với chính mình được rồi, mình đã trở về với căn nhà đích thực của mình rồi, mình đang an trú rất vững chãi trong thân và trong tâm. Mình chỉ có thể làm được điều này khi mỗi ngày, mỗi giây phút của đời sống đều luôn nhắc nhở mình quay về tỉnh thức, quay về với chánh niệm, học cách nhận diện và buông bỏ phiền não. Và trước thềm năm mới, kính mong đại chúng chú ý thực tập nhấn mạnh về tâm xả nhiều hơn, học hạnh xả ly, học thả bò. Tối nay về kiểm kê trang trại bò để xem là trước khi bước vào thềm năm mới thì mình sẽ thả bao nhiêu con đây. Và hãy nhớ rằng Đức Phật nói không phải nắm bắt mới có hạnh phúc, buông xả mới có thể đem lại hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.